Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Giáo dục và Đào tạo tháng 11 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thay mặt những người làm chương trình truyền hình, chúng tôi xin kính chúc các thầy cô giáo trong toàn tỉnh lời chúc tốt đẹp nhất, kính chúc các thầy cô giáo có sức khỏe tốt để cống hiến cho sự nghiệp trong người, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi có bài nâng cao chất lượng trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chuyên mục chúng tôi có phóng sự ngắn giới thiệu về gương thầy giáo Nguyễn Duy Hoàng, trường Trung học cơ sở Tam Dương, huyện Tam Dương, một trong những tấm gương tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Để đối phó với tình trạng quá tải tại các trường công lập thì việc huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng chăm lo cho giáo dục và việc mở rộng hệ thống các trường ngoài công lập là vấn đề hết sức cần thiết. Ở bậc học mầm non, ngoài hệ thống trường mầm non công lập, mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đang ngày càng phát triển. Hiện nay, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong các trường, lớp mầm non ngoài công lập ngày càng được cải thiện, giảm bớt khoảng cách về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ so với các trường mầm non công lập. Nhiều trường mầm non ngoài công lập đầu tư cơ sở vật chất khang trang và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tốt, đã và đang trở thành nơi tham quan thực hành, thao giảng của các trường mầm non trong tỉnh. Với số lượng trẻ tăng nhanh, trường công lập không thể đáp ứng được nhu cầu giữ trẻ mà chỉ ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi để phổ cập giáo dục. Trước tình trạng đó, việc mở rộng các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ cho người lao động an tâm làm việc. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10 trường mầm non tư thục, 65 cơ sở mầm non tư thục với 236 nhóm lớp trên 4.900 trẻ, chiếm tỷ lệ 5,3% tổng số trẻ đến trường mầm non. Thực tế, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục này phát triển ổn định ở mỗi địa phương, đáp ứng nhu cầu gửi con của các bậc phụ huynh. Từ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị được đầu tư kinh phí lên tới vài chục tỷ đồng. Trẻ được nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục như trường công lập. Được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ, tiêm chủng, khám sức khỏe đúng định kỳ và học 2 buổi một ngày. Trẻ được ăn bán trú với mức ăn từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng một trẻ một suất. Thực đơn được thay đổi đa dạng, phong phú, đảm bảo khẩu phần ăn và dinh dưỡng. Điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ ở các trường mầm non ngoài công lập này hầu như đáp ứng được nhu cầu. Các cơ sở có đủ phòng học cho các nhóm, lớp, đảm bảo yêu cầu về diện tích. Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo quy định đáp ứng yêu cầu học tập vui chơi, nuôi dưỡng trẻ. Các trường mầm non tư thục này đều có công trình vệ sinh khép kín hiện đại. Có trường đã đầu tư xây dựng hiện đại, diện tích sân chơi rộng rãi, không gian xanh, sạch, đẹp. Giáo dục ngoài công lập của Vĩnh Phúc thì đã được quan tâm từ rất là sớm. Từ những năm 2000 thì chúng tôi cũng đã có những cái chỉ đạo bằng văn bản là toàn bộ các trường công lập có cái nhiệm vụ là hướng dẫn về chuyên môn, quản lý chuyên môn và tư vấn giúp đỡ cho các cái nhóm tư thục trên địa bàn. Từ cái cách lập kế hoạch cho đến cái việc chăm sóc nuôi dưỡng các cháu như thế nào để cho nó thực hiện được đạt kết quả. Thế và trong những năm gần đây thì hầu như năm nào sở giáo dục, phòng giáo dục cũng đều có những cái đợt kiểm tra, rà soát để nắm các cái số lượng các cái nhóm lớp tư thục và hướng dẫn tư vấn cho những nhóm lớp mà không đủ cái tiêu chuẩn để có thể đầu tư thêm về đội ngũ, về cơ sở vật chất để có thể cấp được giấy phép. Thế còn với các cái nhóm trẻ gia đình thì trên địa bàn các xã phường thì các trường công lập đều đến tư vấn giúp đỡ để các nhóm trẻ gia đình có thể theo dõi sức khỏe cho các cháu, phòng bệnh dịch cho các cháu. Được thành lập từ tháng 8 năm 2013, trường mầm non tư thục Đồng Sơn thuộc khu đô thị Đồng Sơn, thị xã Phúc Yên được công ty cổ phần dịch vụ thương mại đầu tư Trang Đạt đầu tư xây dựng với diện tích 4.300 m². Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị của nhà trường ước tính gần 30 tỷ đồng. Hệ thống các phòng nuôi và chăm sóc trẻ hiện đại với 10 phòng học, 3 phòng chức năng gồm phòng âm nhạc, vi tính, hoạt động thể chất cùng hệ thống nhà bếp đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống nhà điều hành và sinh hoạt chuyên môn của ban giám hiệu, các bộ phận chức năng, hệ thống nhà xe, bảo vệ, sân trường rộng, thoáng mát, sạch đẹp. Bên cạnh đó, nhà trường đầu tư gần 5 tỷ đồng mua các thiết bị chuẩn hiện đại như hệ thống camera giám sát tất cả quá trình hoạt động của nhà trường. Tất cả các lớp học đều được gắn camera để các phụ huynh có thể kiểm tra hoạt động của con em mình bất cứ lúc nào khi ở trường.
khi mà chúng tôi thành lập một cái trường mầm non ngoài công lập như thế này thì điều đầu tiên để làm trong giáo dục mà ở cái bậc học cấp học mầm non này thì chúng tôi phải thấy cái tầm quan trọng và xác định là mình phải được trang bị đầy đủ về kiến thức, về kỹ năng, trình độ. Đấy. Thế khi mà cùng là giáo dục nhưng cái kiến thức, trình độ và cái kỹ năng cho mầm non thì nó rất là đặc trưng. Chúng tôi đã thực hiện trong nhà trường đối với trẻ mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Từ cái vui ấy thì trẻ con sẽ phấn chấn, tinh thần vui tươi, trẻ sẽ ăn hết suất và hấp thụ tốt. Song song với việc đấy thì trẻ hăng hái để mà hoạt động những hoạt động học của mình. Đồng thời nữa là trẻ vui thì ăn tốt, ngủ tốt và học tốt. Thế mà song song với những việc làm đấy thì chúng tôi có những cái khó khăn là trường ngoài công lập cho nên là phải tự thu và tự chi. Thế cái tự thu thì cũng phải xin ý kiến của các cấp lãnh đạo. Thế cái tự chi cũng phải xin ý kiến của các cấp lãnh đạo. Cái việc đấy thì nó là đương nhiên, nhưng có những phụ huynh thông cảm và hiểu biết, chia sẻ thì chúng tôi cũng thuận lợi và vui. Nhưng mà có những phụ huynh chưa thể hiểu hết được thì có thể là họ cũng thấy cái mức đóng nó hơi cao. Thế cho nên là chúng tôi gặp phải những khó khăn đó. Thế nhưng mà bên cạnh những cái khó khăn để chúng tôi hoàn thành được nhiệm vụ rất là xuất sắc là chúng tôi có cái sự ủng hộ của toàn bộ các cấp lãnh đạo đã ủng hộ và cùng cho những cái hướng chỉ đạo để chúng tôi đi rất là đúng. Thế và chúng tôi có một đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ và trình độ là toàn bộ trên chuẩn chúng tôi mới tuyển. Thế và để mà chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu thì chúng tôi lại có một cái đội ngũ gọi là cô nuôi đã được học qua những cái trình độ về nuôi dưỡng và có một bộ phận của tài vụ, tức là về với kế toán là tính về calo cho các cháu theo cái chỉ tiêu của chuẩn quốc gia. Đấy thì chúng tôi có những cái thuận lợi như thế. Thế về kết hợp tất cả từ được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo và trình độ chuyên môn là trên chuẩn trở lên và tinh thần lòng nhiệt tình, tâm huyết của cô giáo, yêu nghề mến trẻ cho nên chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách rất là xuất sắc. Nhà trường hiện đang thu hút 190 cháu nhỏ theo học tại các lớp mẫu giáo, nhà trẻ, độ tuổi từ 18 tháng đến 5 tuổi. Trường hiện có 20 giáo viên, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhà trường luôn quan tâm đến sức khỏe của trẻ, các trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần một năm. Điều đáng ghi nhận ở trường mầm non Đồng Sơn là để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ, nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên. Và coi đây là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự thành công trong công tác nuôi dạy trẻ và tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh. Là một giáo viên mầm non thì tôi làm việc theo đúng mục tiêu, chương trình, kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hàng ngày thì tôi cố gắng chăm sóc giáo dục các cháu bằng sự nhiệt huyết, yêu nghề mến trẻ để mong cho các cháu ngày một tiến bộ hơn. Tôi dùng cái tình yêu của mình để mong cho mỗi cháu đến lớp đều là một ngày vui và học hỏi thêm được nhiều điều mới lạ. Năm học 2014-2015, nhà trường tiếp tục mở rộng quy mô mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, tỷ lệ bán trú, đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia vào năm học 2015-2016. Trường mầm non tư thục Sao Mai Vĩnh Phúc thành lập năm 2019, được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2011. Với tổng diện tích khuôn viên trường 6.900 m², gồm 12 phòng học, mỗi phòng học có diện tích từ 150 đến 180 m². Mỗi lớp được bố trí từ 30 đến 35 cháu và có 3 giáo viên chăm sóc. Trường có nhiều phòng chức năng như phòng dạy múa, aerobic, phòng làm quen với vi tính, dạy anh văn, họa, nhạc, đàn và phòng giáo dục thể chất. Các phòng học được bài trí vận dụng học tập, sinh hoạt phù hợp với từng lứa tuổi. Trong năm học 2014-2015, nhà trường thực hiện nhiệm vụ chung của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên để đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng cái yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong cái điều kiện thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, nhà trường cũng thực hiện 7 cái nhiệm vụ trọng tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Yên, đó là: một, thực hiện cái hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua;
2 là phát triển mạng lưới trường, lớp và nâng cao cái chất lượng phổ cập. Nhiệm vụ thứ 3 là thực hiện tốt các giải pháp nâng cao cái chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Nhiệm vụ thứ 4 là tăng cường cái cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Nhiệm vụ thứ 5 là nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Nhiệm vụ thứ 6 là nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục. Và cái nhiệm vụ cuối cùng là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non. Khu nấu ăn được thiết kế rộng rãi theo tiêu chuẩn bếp ăn một chiều, dụng cụ bằng inox và các vật liệu chất lượng cao. Hệ thống hấp tiệt trùng khăn, tủ sấy, bát đĩa nhằm đảm bảo cao nhất an toàn vệ sinh cho trẻ. Khu vui chơi, khu vườn của bé tạo môi trường thân thiện. Con trẻ được hoạt động thoải mái, tiếp xúc thường xuyên với thiên nhiên, với thiết bị an toàn, phù hợp với từng độ tuổi. Nhà trường thường xuyên tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập, tham khảo phương pháp dạy và chăm sóc trẻ mầm non tại nhiều cơ sở giáo dục trong và ngoài thành phố. Thì bản thân chúng tôi là một giáo viên ở lớp thì chúng tôi cũng thực hiện nghiêm túc cái chế độ sinh hoạt hàng ngày của các cháu. Thứ nhất là về giờ ăn, giờ ngủ cũng như là vệ sinh cho các con. Chúng tôi cũng luôn bám sát cái chế độ sinh hoạt hàng ngày của các con và thực hiện đúng như vậy và nắm được cái đặc điểm tâm sinh lý của các con để dựa trên đó mà chúng tôi sẽ đưa ra một cái biện pháp chăm sóc dinh dưỡng phù hợp với đối với từng cháu. Đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của trẻ nhỏ, trường thường xuyên tổ chức cân đo định kỳ cho 100% các cháu nhằm xây dựng biểu đồ theo dõi sức khỏe, triển khai các biện pháp chăm sóc cụ thể với từng trẻ nhỏ. Nhờ đó hạn chế tối đa các trẻ béo phì, cải thiện đáng kể tình trạng trẻ suy dinh dưỡng. Với trẻ ở lớp mẫu giáo lớn, nhà trường tổ chức các buổi tham quan, dã ngoại thường niên ở một số khu vui chơi giải trí, vườn thú nhằm tạo tư duy liên tưởng giữa lý thuyết và thực hành. Nhìn chung, các trường mầm non ngoài công lập được thành lập trong những năm gần đây đều nằm trong quy hoạch phát triển giáo dục của địa phương về mở rộng các loại hình trường lớp. Các trường hình thành góp phần giảm tải số trẻ tại một số trường công lập. Tuy nhiên, để giúp cho hệ thống này phát triển ổn định, bền vững, thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm hơn nữa đến việc tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho các giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ, cũng như chỉ đạo các trường tham gia các cuộc thi như giáo viên dạy giỏi, làm nội dung dạy học, tham dự chuyên đề giống như các trường mầm non công lập. Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát các nhà trường trong việc thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện các chế độ cho giáo viên, nhất là trong việc ký hợp đồng, đóng bảo hiểm, tăng cường quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập theo đúng quy định của nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, với gần 10 năm tuổi nghề, nhiều năm liên tục được công nhận là giáo viên dạy giỏi, được tặng nhiều danh hiệu thi đua, đặc biệt là trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Đó là thành tích nổi bật của thầy giáo Nguyễn Duy Hoàng, trường trung học cơ sở Tam Dương, huyện Tam Dương. Trong quá trình gần 10 năm đứng trên bục giảng, thầy giáo Nguyễn Duy Hoàng chuyển qua 3 trường khác nhau trên địa bàn. Dù công tác ở bất cứ đâu, thầy giáo Hoàng cũng để lại những tình cảm tốt đẹp với đồng nghiệp và lòng kính trọng của các em học sinh. Việc công tác tại trường trung học cơ sở Tam Dương từ năm 2009, với kinh nghiệm và lòng yêu nghề, thầy đã có những đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của nhà trường. Nhiều năm qua, thầy phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn toán tin cho nhà trường. Trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và của tỉnh, nhà trường luôn đạt kết quả cao. Từ năm học 2010-2011 đến năm học 2013-2014, thầy Hoàng có 49 em học sinh đạt giải, trong đó có 1 học sinh đạt giải nhì quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay, 6 giải nhì, 23 giải ba, 19 giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh. Thầy Nguyễn Duy Hoàng là thầy dạy toán của chúng em. Trong suốt thời gian học của thầy và được thầy kèm cặp dạy dỗ, em thấy thầy là một người hăng say, yêu nghề. Thầy còn là một người dạy nhiệt tình, dễ hiểu. Thầy luôn lên lớp đúng giờ và giảng bài rất kỹ cho chúng em. Thầy dạy dễ hiểu, làm cho chúng em hiểu rất nhanh. Ngoài ra, thầy rất quan tâm tới học sinh, đặc biệt là những bạn học kém. Nhờ có sự động viên và nỗ lực của thầy mà các bạn đó đã có nhiều thành tích hơn trong học tập. Em thấy rất yêu mến và kính trọng thầy. Em thấy rất tự hào khi được làm học sinh của thầy. Và em hứa sẽ cố gắng nỗ lực hơn trong học tập để công phục công ơn của thầy. Với tinh thần yêu nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu, thầy luôn say mê nghiên cứu, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học để hàng ngày mang đến cho các em những bài giảng hay, giờ học thú vị, giúp các em tiếp thu bài giảng một cách hiệu quả, chất lượng nhất.
Không tự bằng lòng với những gì đạt được, thầy giáo Nguyễn Duy Hoàng vẫn không ngừng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện cả về trình độ chuyên môn, trau dồi đạo đức lối sống, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng nghiệp và của các em học sinh. Chuyên mục giáo dục và đào tạo kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta.